Thế Anh và Mỹ Anh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay, được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 8, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý nào? Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua. Cháy tàu cá chứa khoảng 1.000 lít dầu tại Kiên Giang. Nhiều ô tô đi trên đường Mỹ Phước Bào Bàng, đoạn giáp ranh giữa huyện Bào Bàng và thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương bị nổ vỏ do cán phải đinh cỡ lớn. Điều tra vụ 4 mẹ con tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa. Người thanh niên ở Thanh Hóa thuần hóa gà rừng tai trắng thu nửa tỷ đồng mỗi năm. Khám phá vẻ đẹp hang rái ở Ninh Thuận. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Tàu cá chứa khoảng 1.000 lít dầu đang neo đậu ở Dàm Bà Lịch, xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã bốc cháy dữ dội vào sáng nay. Gần 4 giờ sáng nay, lửa bắt đầu từ hầm mái tàu cá của ông Bùi Văn Tám. Người dân hô quán tìm cách dập lửa nhưng bất thành, chỉ kịp di chuyển các tàu neo kế bên ngăn cháy lan. Do khoang nhiên liệu chứa khoảng 1.000 lít dầu chuẩn bị cho chuyến đi biển, nên chỉ sau khoảng 30 phút, lửa bùng phát dữ dội, bao trùm cả con tàu, khói đen bốc cao nghi ngút. Hai cano chuyên dụng, nhiều chiến sĩ cứu hỏa được điều đến hiện trường. Đến 9 giờ 30 phút, ngọn lửa được khống chế. Vụ cháy không gây thương vong về người, nhưng làm thiệt hại tài sản khoảng 3 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ. Khoảng 10 giờ 30 phút hôm nay, kho phế liệu trên đường Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã bất ngờ xảy ra cháy lớn. Phát hiện cháy, người dân cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng có mặt triển khai công tác dập lửa. Do kho phế liệu chứa nhiều vật liệu dễ cháy như giỏ máy lạnh, linh kiện điện tử, cùng với thời tiết nắng nóng, có gió nên ngọn lửa lan nhanh, cột khói bốc cao. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không cháy lan sang các nhà dân lân cận. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra. Chuyển sang tin giao thông. Sáng nay, một vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Chiếc ô tô con lật ngửa trên đường sau va chạm với xe tải. Thông tin ban đầu, khoảng hơn 8 giờ cùng ngày, ô tô 4 chỗ biển số Đồng Nai lưu thông hướng từ Đồng Nai đi thành phố Hồ Chí Minh. Khi qua phường An Bình, thành phố Đồng Nai, thì va chạm với xe tải biển số Tiền Giang đang chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ô tô 4 chỗ hư hỏng, lật ngửa trên làn ô tô. Tài xế xe 4 chỗ bị kẹt bên trong, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài. Vụ việc còn khiến giao thông trên quốc lộ 1 bị ùn tắc. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Đồng Nai phối hợp với các cơ quan chức năng nhanh chóng có mặt phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hôm nay trên mạng xã hội chia sẻ thông tin có nhiều ô tô đi trên đường Mỹ Phước Bào Bàng, đoạn giáp ranh giữa huyện Bào Bàng và thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương bị nổ vỏ do cán phải đinh cỡ lớn. Và hàng chục chiếc đinh như thế này, nghi do kẻ xấu rải ra đường, đã được tài xế thu gom. Theo chủ nhân đoạn video, anh cũng lái ô tô và cán trúng đinh, khiến xe nổ vỏ nên đã quay lại video, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội để chia sẻ thông tin cho các tài xế khác cảnh giác khi đi qua đoạn đường với hàng ngàn phương tiện lưu thông qua lại mỗi ngày này. Đinh bị cán trúng được chế bằng miếng sắt hai đầu nhọn, tài xế đã thu gom lại được khoảng 30 chiếc đinh. Có khoảng 10 ô tô đi ngang qua khu vực đều bị nổ vỏ do cán phải đinh. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết đã nắm thông tin nghi rải đinh trên đường Mỹ Phước Tân Dạng, đoạn qua thị xã. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã Bến Cát đã yêu cầu công an địa phương cùng lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý để tránh tai nạn nguy hiểm cho người đi đường. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc trên cầu Rạch Miễu, Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải vừa đồng ý đề xuất của tỉnh Tiền Giang về việc cấm ô tô tải từ 30 trở lên trên 24 tấn qua cầu vào giờ cao điểm, các ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ban An toàn Giao thông tỉnh Tiền Giang cho biết, theo phương án, ô tô tải hướng Tiền Giang đi Bến Tre không được qua cầu từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 15 giờ đến 19 giờ. Xe từ hướng ngược lại không qua cầu từ 15 giờ đến 19 giờ các ngày cuối tuần. Thời gian áp dụng đang chờ Cục Đường bộ Việt Nam quyết định. Việc hạn chế xe tải nặng nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ hai bên cầu khi người dân đổ về miền Tây nhiều, nhất là vào dịp nghỉ lễ. Cầu Rạch Miễu dài hơn 8,3 km. Những năm gần đây, lượng phương tiện qua lại quốc lộ 60 tăng cao, khiến cầu thường xuyên bị ùn tắc.
Vốn đam mê nông nghiệp từ nhỏ nên sau khi tốt nghiệp đại học, anh Lê Đỗ Chinh, 33 tuổi, ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, đã quyết định về quê khởi nghiệp với đàn gà rừng. Nhờ kiên trì thực hiện áp dụng đúng kỹ thuật, những lứa gà tay trắng mới liên tục được anh nhân giống thành công, mang lại thu nhập tiền tỷ mỗi năm. Hiện đàn gà của gia đình anh Chinh duy trì từ 2.600 đến 2.700 con, trị giá hàng tỷ đồng. Trung bình mỗi tháng, anh xuất bán 250 đến 300 con gà, thu về khoảng 50 triệu đồng. Tổng doanh thu cả năm từ trại gà khoảng 1 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, anh Chinh lợi nhuận từ 500 đến 600 triệu đồng. Giống gà rừng tay trắng trưởng thành chỉ nặng hơn 1 kg, thịt rất chắc và thơm ngon nên được nhiều người tìm mua. Ngoài giá trị thương phẩm, gà rừng tay trắng còn làm cảnh. Do nhu cầu thị trường cao nên anh Chinh chủ yếu bán con giống. Gà con sau khi ấp nở khoảng 2,5 tháng tuổi có giá 500.000 đồng một cặp. Gà giống sinh sản khoảng 1,2 đến 1,6 triệu đồng, đắt nhất đến 2,4 triệu đồng một cặp. Giá gà cảnh tùy con nhưng thấp nhất cũng khoảng 1 triệu đồng một con. Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương, trang trại nuôi gà rừng tay trắng của gia đình anh Chinh là mô hình kinh tế hiệu quả cao, đầu ra sản phẩm ổn định. Tại làng hoa Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, thời điểm này các hộ trồng cúc mâm xôi đã bắt tay vào sản xuất vụ hoa lớn nhất trong năm để phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024. Đây cũng là loại hoa Tết được xuống giống sớm nhất. Sau đây là ghi nhận về không khí chuẩn bị vụ hoa Tết của nông dân nơi đây. Hơn 30 năm trong nghề trồng hoa kiểng và 10 năm gắn bó với cây cúc mâm xôi, chuẩn bị cho vụ hoa Tết năm nay, ông Trần Văn Thà ở ấp Khánh Hòa, xã Tân Khánh Đông, thành phố Sa Đéc đã xuống giống khoảng 1.200 giỏ hoa, giảm hơn 300 giỏ so với năm trước. Ông Thà cho biết hiện tại giá cả các loại phân rơm, vật tư nông nghiệp khá ổn định, chi phí đầu tư đầu vụ không tăng. Là nhà vườn chuyên cung cấp cây giống hoa Tết, những ngày này, ông Trần Văn Út Hùng cũng tất bật sản xuất theo đơn đặt hàng của khách. Số lượng cây giống tăng khá cao so với năm trước, còn giá bán thì vẫn ổn định. Mỗi năm tôi ghim cây con khoảng chừng 8-90 thiên thôi, bây giờ nó lên tới 140 thiên. Nói chung là cái số lượng năm nay thì khách hàng đặt cũng tương đối là nhiều như mỗi năm. Mỗi năm nay ngược lại là số lượng cúc mâm xôi trồng rất là nhiều. Riêng cây Đài Loan cũng đang điện đặt hàng mình. Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 tại thành phố Sa Đéc sẽ diễn ra festival hoa kiểng lần thứ nhất. Bên cạnh đặt hàng nông dân trồng hoa phục vụ sự kiện, thì ngành chuyên môn cũng đề ra nhiều giải pháp để hỗ trợ bà con tiêu thụ hoa kiểng Tết. Thứ nhất là vận động bà con nông dân thì chúng ta vừa ổn định cái diện tích hoa Tết. Thứ hai là tập trung vô sản xuất những cái loại hoa truyền thống mà nổi tiếng của Sa Đéc. Thứ ba nữa là về cái liên kết thì bà con nên tập trung phối hợp với hợp tác xã hoa kiểng, rồi các cái hội quán làng hoa để mà chúng ta có cái tiêu thụ, rồi các cái doanh nghiệp để ta ký kết hợp đồng. Bên cạnh cúc mâm xôi, các giống hoa truyền thống của làng hoa Sa Đéc như cúc Đài Loan, cúc Thải Gơ, hoa hồng, thược dược, dạng thọ sẽ tiếp tục được nông dân xuống giống từ khoảng tháng 8 đến tháng 10 âm lịch. Nông dân làng hoa đang kỳ vọng một mùa hoa Tết thắng lợi. Tiếp theo chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Điều tra vụ bốn mẹ con tử vong bất thường trong căn nhà ở Khánh Hòa. Khám phá vẻ đẹp hang trái ở Bình Thuận. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Một vụ việc thương tâm vừa xảy ra tại Khánh Hòa. Người mẹ và ba con gái được phát hiện tử vong trong căn nhà ở xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm. Thi thể các nạn nhân có nhiều vết thương. Khoảng 10 giờ sáng nay, người dân thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam phát hiện thi thể 4 nạn nhân. Ông HXH, 52 tuổi, là chồng và cha của các nạn nhân, nằm thoi thóp bên cạnh, được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu. Theo lãnh đạo xã Cam An Nam, người con gái lớn của ông H đang học một trường đại học tại Quế. Người con nhỏ nhất đang học trung học cơ sở. Gia đình nạn nhân làm nghề nông, sống hòa đồng với mọi người xung quanh và không mâu thuẫn với ai. Chiều nay, phía bệnh viện cho biết ông H đã tỉnh lại. Công an huyện Cam Lâm đang phối hợp với phòng nghiệp vụ công an tỉnh Khánh Hòa phong tỏa hiện trường điều tra vụ án. Tại Thanh Hóa, công an huyện Quan Hóa đang vào cuộc điều tra làm rõ vụ người đàn ông bị đánh hội đồng nằm bất tỉnh trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Quan Quỳ khiến dư luận bức xúc. Trước đó, chiều ngày 22 tháng 8 trên mạng xã hội lan truyền đoạn video khoảng 2 phút ghi lại cảnh hai người đàn ông đá đạp liên tiếp vào một người đàn ông đang nằm dưới đường. Dù nạn nhân không còn khả năng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc áo trắng, đi giày thể thao, vẫn liên tiếp dùng chân, đá, đạp vào đầu, đồng thời lấy nón bảo hiểm đập mạnh vào đầu nạn nhân. Sau đó, hai người này lên xe ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc người đàn ông nằm bất tỉnh dưới lòng đường.
Sự việc được xác định xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 21 tháng 8. Hiện danh tính nạn nhân và nhóm người trên đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Sáng nay, Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hậu, 30 tuổi, trú tại xã Nhân Hòa, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, để điều tra về hành vi hiếp dâm và cướp tài sản. Và nạn nhân trong vụ án này là chị M, 27 tuổi, trú tại tỉnh Tuyên Quang. Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 20 phút ngày 20 tháng 8, tại khu vực cây xăng thuộc thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, chị M có xin đi nhờ xe máy của Hậu về thành phố Hải Dương. Tuy nhiên, Hậu đã chở chị M đi lòng vòng nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Hậu chở chị M ra khu vực đê sông Thái Bình thuộc phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương rồi cưỡng hiếp. Sau đó cướp của nạn nhân một túi sách, bên trong có điện thoại di động, tiền và một số giấy tờ tùy thân. Từ trình báo của nạn nhân, Công an thành phố Hải Dương đã bắt giữ Hậu vào sáng ngày 21 tháng 8 khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cũng trong hôm nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Cao Dương, sinh năm 2004, ngụ xã Tân Hòa, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp, để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo điều tra, vào tháng 9 năm 2022, Nguyễn Cao Dương và em NDHB, sinh năm 2008, ngụ cùng địa phương, quen biết nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm. Trong thời gian quen nhau, cả hai nhiều lần quan hệ tình dục. Đến ngày 9 tháng 6 vừa qua, gia đình của em B biết được sự việc nên đến cơ quan công an trình báo. Tại cơ quan công an, Dương thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Tân tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định. Sáng nay, Tòa án Nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa vụ án cho vay nặng lãi và rửa tiền đối với cha con Thị Soi ra xét xử. Đây là lần thứ hai tòa án xét xử vụ án này. Trước đó, phiên tòa đã quản vì nhiều người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt. Phiên tòa được dư luận quan tâm vì cha con Thiện Soi có tiếng giàu có với căn biệt thự giác vàng. Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến cuối năm 2020, hai cha con Lê Thái Thiện, tên gọi khác là Thiện Soi, sinh năm 1965 và Lê Thái Phong, sinh năm 1992, cùng ngụ thị xã Phú Mỹ, đã cho 9 cá nhân vay tổng số tiền hơn 324 tỷ đồng, với mức lãi suất từ 109% một năm đến 146% một năm. Hai bị can này đã thu về gần 123 tỷ đồng tiền lãi, trong đó gần 99 tỷ đồng bị cáo có được là do hành vi cho vay nặng lãi. Sau đó, hai cha con Thiện Soi thực hiện hành vi rửa tiền bằng cách dùng 60 tỷ đồng mà những người vay không trả được để nhận chuyển nhượng đất, vật liệu xây dựng của họ. Ngoài ra, Lê Thái Phong còn có hành vi cho vay nặng lãi riêng. Cụ thể, từ năm 2017 đến năm 2020, Phong đã cho 23 cá nhân vay số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cáo buộc Phong đã thu lợi bất chính từ việc cho vay với số tiền gần 495 triệu đồng. Phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đổi tên xa lộ Hà Nội, đoạn từ cầu Sài Gòn đến ngã tư Thủ Đức với chiều dài 7,8 km thành đường Võ Nguyên Giáp. Việc đổi tên đường nhằm tri ân công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Theo lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, việc đổi tên một phần xa lộ Hà Nội thành đường Võ Nguyên Giáp còn nhằm hình thành trục đường xuyên suốt gồm xa lộ Hà Nội, Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ, gắn kết giữa sự kiện lịch sử với nhân vật lịch sử, chiến dịch Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Xa lộ Hà Nội có tên cũ là xa lộ Biên Hòa, là trục giao thông huyết mạch ở cửa ngõ phía đông Thành phố Hồ Chí Minh, được xây dựng từ năm 1957 đến năm 1961. Tuyến đường này dài 31 km, bắt đầu từ cầu Sài Gòn, kết thúc là nút giao cắt quốc lộ 1 tại ngã ba chợ Sặc, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Những ngày hè này, du lịch biển luôn là lựa chọn lý tưởng, và Ninh Thuận là cái tên không thể không kể đến. Cách thành phố Phan Rang Tháp Chàm khoảng 35 km, hàng trái thuộc địa bàn xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, là một địa điểm độc đáo nằm trong vườn quốc gia Núi Chúa, đang là điểm đến thu hút du khách. Và hãy cùng Người Đưa Tin 24 giờ khám phá vẻ đẹp của nơi này quý vị nhé. Hang Rái được hình thành bởi các dãy núi đá ăn ra biển với những khối đá xếp chồng lên nhau. Sóng biển tác động tạo thành các hang hốc là nơi lý tưởng cho loài rái cá biển sinh sống. Không chỉ lạ lẫm từ cái tên, Hang Rái còn sở hữu vẻ đẹp với những vách đá san hô cổ bị sóng biển bào mòn theo thời gian, tạo nên những hình khối độc đáo. Lần đầu mình đến cái Hang Rái
thì mình cũng nghe bạn bè nói về cái thắng cảnh ở núi Chúa này, nhưng mà mình cũng ngỡ ngàng trước cái bãi san hô. Mình nhìn xa xa có một cái hình giống như một con chim, cái thế rất là đẹp. Một trải nghiệm tuyệt vời khác khi tới Hàng Rái mà du khách không nên bỏ qua chính là đi trên cây cầu gỗ bắc men theo sườn núi Chúa, đưa du khách vào một thế giới hoàn toàn khác. Điểm nhấn đặc biệt nhất của Hàng Rái đó chính là cái thềm san hô cổ. Thềm san hô cổ này đã hình thành cách đây hàng triệu năm, có cái hình dạng rất là đặc biệt. Thì ngoài điểm nhấn này ra thì khi đến Hàng Rái thì du khách còn có thể tham quan một số cái cảnh quan khác như là thác trên biển hoặc là những khối đá với những hình thù khác nhau. Từ đầu năm đến nay, khu du lịch Hàng Rái, Vịnh Vĩnh Hy và các điểm du lịch trong vườn quốc gia núi Chúa đã đón trên 130.000 lượt khách trong và ngoài nước. Các hoạt động du lịch được nhiều du khách lựa chọn khi đến đây như tham quan, chơi các môn thể thao trên biển, câu cá, đi tàu đáy kính ngắm san hô dưới đại dương, tham quan khu bảo tồn rùa biển quý hiếm hay chinh phục đỉnh núi cao, đi bộ qua rừng đặc dụng, quan sát động vật hoang dã. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.